Ok, bây giờ mọi người xin lỗi, vừa là bắt đầu Việt Nam đây. Rồi sẽ gặp một video Vimai nha. Vimai tuyến Rosen. Rosen nha. Hôm nay mình có Rosen sẽ đi mai. Hiện tại Rosen không có skin. Không có skin. Về cần beware đi mai. Yeah, let's go. Phải khi bắt đầu video, like, like, share và đăng ký nha. Vậy, bắt đầu video. Yeah. Đâu rồi? Ngu hả? Ngồi đi. Đâu kiếm chi. Ê. Chị ấy. Kia là ai? Hả? Sống ở đời đừng có mất dạy nha con. Chị chó. Quánh mày chết mày, mày giờ cái mày dạo này không được vui tính như ngày xưa nha. Dạo này tao không có hiền nha mày, dạo này tao khó tính rồi đó. Mày là ai? Mày là rồi. À. Có hai gặp cua nữa. Ôi trời ơi. Nè, đứng bên đây. Khi trong tay bạn chỉ có cái que, nhưng mà gì gì rất thích chọc người khác. Có skin. Ê, Rosen thật à? Mày đeo cái chứng minh. Đó, mình đang ngủ mà mày. Mày đeo cái chứng minh. Hả? Gì vậy? Chết luôn rồi. Rồi hai người PVP đi, biết ai là thật.
Một, hai, ba. Về đi. Khỏi đó liên tục luôn kìa. Biết rồi. Người gà hơn là hơn. Người còn dài vui hơn hả? No. Chán như nào chứ. Yes. Mình đã thử nó rồi. Nếu như nó không dám mình sẽ chơi lại nó thôi. Hả? Sao mình lại đứng ở kia? Ê khoan. Có thể đây. Chết đi. Làm gì vậy? Oh no. Nó sắp phá nhà rồi. Làm gì vậy? Nè má thật nó hằng thì phá hay sứ. Chết tiệt chứ là hằng phá kia mà. Muốn gì? Dính lửa ơi. No. Dính lửa không cháy. Yeah. No. Nó nghĩ là nghĩ con đuôi nó mất. No. Ở sao chết lần hả? Đúng là mà nó có giáp sĩ hơn. Kiến gỗ hơn thấy của mình. No. Mình gà, đi ngồi đi ăn chay. Giờ mình chưa biết nó mạnh hay gà. Chạy mày đâu rồi? Bà sao chết? Nhìn tân mát rồi. Ừ. Món này có cay, món kia không có cay. Nó chẳng có. Chết tiệt. Chạy nhanh lên. Rút lên bắt kia chứ, chạy nhanh lên. Chơi chó thiệt. Nếu chơi được gì quá sẽ chết mất. Nó là gì vậy? Ủa? Đúng câu. Phá lại sự.
đâu rồi? Chết kìa. Đưa nó có đồ đây. Bạn cụ ơi, này cụ, ta làm bạn chúng mày. Chạy. Hát người kia được ta. Tao còn 3 phút, tao còn 2 phút. Khảm chí là 1 phút. Nhưng tao sẽ giết ngươi trong những thời gian ít ở cuối cùng này. Bởi vì ngươi là gà. Bạn gốc mãi đến xuống biển đi. À. Một kia rồi đó. Ở đó xuống biển rồi kìa. Ở rồi. Nó bể. Mày đang bể dần. No. Really, nigga? No. Mày có cầm mẹ cái mồm mày đi không? No. Nó hoảng nữa các bạn ạ. À. Gì đó? Nó sẽ chết hả? Lắc quá. Nổ lắc cực. Ủi con này nó đồng nữa. Không biết lắc hả? Ơ phải là thằng có đồ giả. Thằng có xe nhảy nó chết rồi hả? Rusen thật đó rồi. Ừ, Rusen giả sao lại trong nhà của đỏ chứ? Nó là phải nhà của đỏ. Không được, không để như vậy chứ ra. Bởi như vậy. Rồi sao nhắn phải không? Hay rồi sao giả? Rồi sao giả nó đánh quá không phải nào nhắn được. Mà rồi sao giả này có nhà. No. Qua mãi. Ừ. No. Nó ghét mạnh quá, chứ không lại. Cái đồ nữa. No!
Nghĩ các bạn muốn lần sau mà đánh nó tiếp thì phải không ai ký nha. Chứ mình thấy mình già quá. Thì sao? Hằng không có giáp, Hằng quân giáp là sao hắn được? Chết quá rồi. Xách ba lô mà đi, đừng thật xa. Bố nói biết lại còn đâu. Không lo người mai, tôi có không ta vượt qua dòng cuộc.